Chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào bạn, chúng các bạn đã quay trở lại với Cậu Review. Mới đây thì Qualcomm vừa chính thức cho ra mắt con chip Snapdragon 480. Và đây là con chip được tích hợp modem mạng 5G với mức giá rẻ nhất mà Qualcomm từng giới thiệu. Đồng thời đây cũng là nỗ lực của Qualcomm cùng với các nhà xuất smartphone thực hiện phổ cập những chiếc điện thoại hỗ trợ mạng 5G trong năm nay. Snapdragon 480 ngoài việc mang tới hỗ trợ kết nối mạng 5G cho những máy giá rẻ, ngoài ra thì nó cũng sẽ hỗ trợ cải thiện hiệu năng so với những chip thuộc dòng 400 series đến từ Qualcomm. Sau đây mình và bạn sẽ cùng nhau đi tập những thông tin đáng chú ý về con chip Snapdragon 480 này nhé. Đầu tiên thì Snapdragon 480 là con chip thuộc series 400. Và đây cũng là con chip series 400 đầu tiên được xây dựng ở trên tiến trình là 8 nanomet tiên tiến. Bên cạnh khả năng hỗ trợ ở công nghệ mạng 5G cả millimeter wave và sub 6GHz nhờ modem Snapdragon X51 thì hiệu năng cũng là một trong những cấp đáng kể của chip này so với dòng 400 series trước đây. Cụ thể thì Snapdragon 480 sẽ bao gồm 8 nhân với 2 nhân hiệu suất cao Cortex A76 với xung nhịp là 2.0GHz. Đi kèm với 6 nhân tiết kiệm điện năng Cortex A55 với xung nhịp là 1.8GHz. Ngoài ra thì Snapdragon 480 sẽ đi kèm với nhân đồ họa GPU là Adreno 619, bộ xử lý tín hiệu số DPS Hexagon 686 và bộ xử lý tín hiệu hình ảnh Spectra 345 với khả năng hỗ trợ camera với độ phân giải lên tới là 64MP. Nhờ vậy mà so với thế hệ Snapdragon 460, Qualcomm tuyên bố rằng Snapdragon 480 5G sẽ mang lại hiệu năng CPU và GPU cải thiện lên tới là 2 lần, đồng thời hiệu năng xử lý AI cũng tăng lên tới là 70%. Ở thời điểm hiện tại thì những chiếc smartphone hỗ trợ kết nối mạng 5G với mức giá rẻ nhất đều được trang bị những con chip đến từ MediaTek. Phân khúc smartphone 5G giá rẻ này sẽ sớm phổ biến ở trong tương lai. Và với con chip Snapdragon 480 mới thì Qualcomm có thể giúp các nhà xuất hạ giá thành của những máy hỗ trợ mạng 5G xuống mức giá thậm chí còn rẻ hơn nữa. Dự kiến thì chiếc smartphone đầu tiên được trang bị con chip Snapdragon 480 thì sẽ được ra mắt ngay trong quý 1 năm nay. Và các nhà sản xuất lớn như là Oppo, này, Xiaomi, Vivo, Motorola và cả Nokia của HMD Global đều được cho là sẽ giới thiệu smartphone 5G với mức giá rẻ và được trang bị con chip mới này. Ok, vừa rồi thì mình và các bạn đã cùng nhau tóm nhanh thông tin chính thức về con chip Snapdragon 480 mới đến từ Qualcomm. Và đây có thể nói là con chip sẽ phổ cập mạng 5G với những chiếc smartphone giá rẻ trong tương lai. Còn các bạn nghĩ sao về con chip mới đến từ Qualcomm? Thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.